Trao đổi với Tuổi Trẻ Online sáng ngày 29 tháng 4, một lãnh đạo Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai cho biết địa phương đang tập trung thống kê, huy động lực lượng khắc phục hậu quả sau trận mưa đá vào tối qua. 19 giờ ngày 28 tháng 4, ở một số xã của huyện Mường Khương xuất hiện mưa lớn, dông lốc, có nơi xuất hiện mưa đá. Mưa đá kéo dài khoảng 10 phút, kéo dài bình quân khoảng 1,5 đến 2 cm. Nhiều viên đá có kích thước gần như quả trứng gà khiến mái nhà dân bị thủng, cây trồng bị ảnh hưởng. Tại thị xã Sapa, Lào Cai trong tối qua cũng xảy ra mưa dông kèm theo mưa đá với những viên to bằng đầu ngón tay. Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lào Cai cho biết đang thống kê thiệt hại do mưa dông, mưa đá tại các địa phương. Cũng trong sáng nay, lãnh đạo thị trấn Nông Trường Liên Sơn, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái cho biết trên địa bàn tối qua cũng xảy ra mưa dông khiến một số nhà dân ở thị trấn Nông Trường Liên Sơn bị ảnh hưởng nhẹ. Theo vị này, sáng ngày 29 tháng 4, bà NTL, 63 tuổi, thị trấn Nông Trường Liên Sơn trong lúc ra thu dọn tấm tôn bị rơi do mưa dông thì không may bị điện giật tử vong. Theo vị này, tấm tôn rơi vào dây điện bị hở của nhà nên nhiễm điện. Bà L dọn dẹp không biết nên bị điện giật. Dù chồng bà L phát hiện, dùng mọi biện pháp để cứu nhưng không thành. Ngay trong sáng nay, chính quyền thị trấn đã xuống để thăm hỏi, cùng các đơn vị chức năng của địa phương tổ chức mai táng cho gia đình nạn nhân.